Mr. Queen là một bộ phim hài, giả tưởng lịch sử mới về một người đàn ông từ thời hiện đại có linh hồn bị mắc kẹt trong cơ thể của một nữ hoàng từ triều đại Joseon. Phim có sự tham gia của Shin Hee-sun, ngôi sao của My Golden Life, Secret Forest, Still 17 và thánh lừa đảo Kim Jong-hyun trong Crash Landing on You. Sau khi startup khởi nghiệp khiến các khán giả phim Hàn xao xáo một thời gian vì bận chia phe theo nam chính hay nam phụ, hẳn nhiều người đang muốn một tác phẩm đủ tầm xoa dịu tâm hồn, và Mr. Queen, tựa Việt Chàng Vương Phi tin rằng là một cái tên tiềm năng. Được remake từ Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Mr. Queen vừa kế thừa nội dung toàn muối của bản gốc, vừa sở hữu chất lượng cộp mác đài cáp lớn TVN, hứa hẹn sẽ trở thành cái tên khuấy đảo tháng phim cuối năm nay. Chuyện tình của nữ chính thân nương nương hồn chàng bếp. Đoạn trailer bắt đầu với cảnh vua Trơn Dông ngồi trên ngai vàng. Anh ta nhìn chăm chăm vào bản tấu lộn ngược với đôi mắt lười biếng và bối rối. Căn phòng chìm trong sự im lặng và triều đình nín thở chờ đợi quyết định của anh. Vua Trơn Dông tuyên bố, hãy làm theo ý người, đó là ý chỉ của ta, và các vị đại thần nở nụ cười hài lòng. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi vào ban đêm, đôi mắt của anh trở nên sắc bén và anh không còn là một vị vua bù nhìn, vô hồn. Anh luyện kiếm với ánh mắt kiên định. Người duy nhất biết điều này là Kim So-yong. Cô nhìn anh với ánh mắt ngờ vực và nhận xét, thật là một gã đáng ngờ. Kế thừa nội dung hồn nam nhân xuyên vào thân nữ nhân từ bản gốc, Mr. Queen hứa hẹn đón chờ khán giả bằng một bể muối, không có hài nhất, chỉ có hài hơn. Chuyện phim bắt đầu với Giang Bông Hoan là một nam đầu bếp làm việc trong nhà xanh. Sau một lần rơi xuống nước, linh hồn anh chót đi lạc vào cơ thể của vương hậu Kim So-yong, Shin Hee-sun thủ vai thời Joseon. Anh chàng hốt hoảng nhận ra mình vừa phải làm vợ vua Trương Jong, Kim Jong-hyun thủ vai. Bề ngoài hiền lành ngu ngơ nhưng thực tế đang che giấu nhiều bí mật, vừa phải đối phó với mẹ chồng khắc nghiệt, tức vương hậu Sun-won, Bê Jong Up thủ vai. Mang hình hài của một phụ nữ đã đành, lại còn chuẩn bị kết hôn với đức vua, tức là anh chuẩn bị trở thành hoàng hậu thời Joseon. Giang Bông Hoan hoảng loạn, gây ra những hỗn loạn trong hoàng cung. Anh cố đi tìm lý do tại sao mình lại ẩn thân trong cô gái này. Cuộc sống phút chốc đảo lộn khiến nữ chính của chúng ta lâm vào cảnh khốn đốn. Công cuộc tìm cách thích nghi với thực tại mới của cô đầy rẫy những màn quậy phá bát nháo, hằng hà sa số chiêu trò cười ra nước mắt, cũng như những tình huống muối mặt do phần hồn đàn ông gây ra. Đáng hóng nhất là chuyện tình của So-yong cùng nhà vua chẳng biết sẽ thành ra thế nào, trước tình hình cứ nhìn thấy nhau là tấu hài chứ chẳng thấy mùi lãng mạn. Đứng trước nhà vua Jeong-jeong, Giang Bông Hoan vẫn giữ phong thái đàn ông của mình và cố giải thích với nhà vua rằng anh ta là con trai nhưng bất thành. Mục đích của cuộc hôn nhân này là hợp thức hóa quyền lực của nhà vua. Nhà vua mặc dù lên ngôi nhưng thực chất đứng sau chính là hậu cung nắm quyền, nhà vua Jeong-jeong chỉ là bù nhìn. Tiếp theo, cuộn phim đánh dấu cho ta cái nhìn thoáng qua về các khía cạnh khác nhau trong tính cách của vua Jeong-jeong. Lúc đầu mặc dù anh ta nói một vị vua không bao giờ chạy, anh ta được nhìn thấy đang lao vào một cuộc chạy ma quái ở cuối hành lang tối. Khoảnh khắc hài hước này ngay lập tức tương phản với ánh mắt đanh đá của anh ấy khi anh ấy thú nhận, tôi chưa bao giờ muốn trở thành vua, càng không phải là một kẻ bù nhìn. Sau đó nữ hoàng Sun-won, Bê Trong Ốc đã cảnh báo anh ta, đừng bao giờ đánh mất sự khiêm tốn của bạn. Bộ phim còn phản ánh cuộc giao tranh quyền lực và vua Jeong-jeong tiết lộ động cơ thực sự của mình khi người ta nghe thấy giọng nói. Chúng ta đang sẵn sàng cho một cuộc chiến giữa quyền lực và sự công bằng. Cách duy nhất chúng ta có thể trừng phạt những kẻ cầm quyền là chứng minh sự tham nhũng của họ thông qua các chứng cứ. Anh ta thể hiện kỹ năng đấu kiếm hoàn hảo của mình khi anh ta chiến đấu với đối thủ của mình một cách không sợ hãi trước khi xé toạc chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt của mình vì tức giận. Quay lại tình cảnh khó khăn của Kim So-young, nữ hoàng Sun-won bày tỏ sự lo lắng về tính cách kỳ quặc của cô. Màn giả trai hiểm ác này là điểm nhấn hài hước cho cả bộ phim. Cô tạo ra hàng loạt drama kỳ quái trong cung điện. Thái hậu và hậu cung lo lắng cho tính cách cổ quái của hoàng hậu tương lai. Kim So-young cố gắng thoát khỏi cung điện và quay trở lại thời gian của chính mình khi giọng của Giang Bông Hoan nói, hãy quay trở lại cuộc sống của tôi và cơ thể của chính tôi. Chiến dịch truyền thông của Mr. Queen cũng hết sức độc đáo và hài hước khi vương hậu và nhà vua đều đã lập tài khoản Instagram để giao lưu với khán giả kiêm thả thính lẫn nhau. Phim chưa lên sóng mà người người nhà nhà đã được bao fan cười bò trước những caption mặn mòi đầy thú vị của hai nhân vật, tạo nên một làn sóng phấn khích không hề nhẹ trong cộng đồng yêu thích phim Hàn. Bản gốc fan bao nhiêu, bản hàng sang xịn chất bấy nhiêu. Thái tử Phi Thăng Chức Ký nổi lên như một hiện tượng web drama năm 2016,
nhờ nội dung độc đáo nhưng cũng nổi tiếng là một đoàn phim nghèo rớt mồng tơi. Từ phục trang đến dựng cảnh đều phèn, đến mức buồn cười do vay mượn ý tưởng từ khắp nơi, cung điện bé tí và màu mè, nhiều đạo cụ bằng nhựa giả chân và không có nổi một đại cảnh hoành tráng do thiếu hụt kinh phí. Nếu không nhờ dàn diễn viên hợp vai và nội dung thú vị, phim hẳn đã chìm nghỉm giữa hàng trăm tác phẩm web drama ngoài kia. Trái ngược hoàn toàn với bản chung, chỉ qua teaser và hình ảnh nhà hàng đã thấy Mr. Queen sẽ mang đến phần nhìn hết sức chỉn chu và xịn sò. Cộp mác đài cáp TVN nổi tiếng chịu chi và được sản xuất bởi Studio Dragon, quân vương bất diệt, điên thì có sao, dễ thấy cung cấm hoành tráng, phụ diễn hùng hậu, trang phục của tất cả nhân vật đều đa dạng đủ loại. Đặc biệt nữ chính dễ tiếp nối truyền thống biến hoàng cung thành sàn diễn thời trang như các nhân vật tiền nhiệm của TVN năm nay. Không chỉ nâng cấp phần nhìn, chất lượng diễn xuất càng đảm bảo ngon nghẻ. So với hai cái tên có diễn xuất nhưng ít tiếng tăm của bản gốc là Trương Thiên Ái và Thịnh Nhất Luân, vị thế và năng lực đã được kiểm chứng của hai diễn viên bản Hàn thật sự có sự khác biệt lớn. Nếu Shin Hee-sun là một cái tên đã khá quen thuộc, gắn liền với nhiều hit lớn như My Golden Life, Secret Forest và hàng loạt phim điện ảnh, thì Kim Jong-hyun cũng vừa gây sốt đầu năm nay với vai phụ lấy nước mắt trong bom tấn lãng mạn Crash Landing on You. Màn hợp tác của nữ diễn viên thực lực thế hệ mới với khả năng cân mọi loại vai và trai đẹp lừa đảo, vì thế được đông đảo khán giả đón đợi. Ngoài ra, dàn diễn viên phụ hùng hậu có cả hai cái tên dày dạn kinh nghiệm Bê Trong Ốc, Kim Tae-woo lẫn nam thanh nữ tú triển vọng như Seon In-a, Yoo Yong-jae lại càng đảm bảo cả phần nhìn lẫn phần diễn. Người cầm trịch Mr. Queen là đạo diễn Yoon Sung-sik đã có kinh nghiệm với cả phim cổ trang lẫn hài lãng mạn Hoàng Rang, Bridal Mask, Lee Chun-shen, được kỳ vọng có thể tạo nên sự cân bằng giữa hài hước và kịch tính cho tác phẩm tái xuất này. Mr. Queen sẽ lên sóng TVN vào ngày 12 tháng 12 sau khi Startup kết thúc.